Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn. Tiếp tục quay trở lại với kênh Khanh Béo TV của chúng tôi ngày hôm nay. Sau đây, Khanh Béo TV tiếp tục cập nhật một lễ tang của cháu Nguyễn Văn Nghĩa. Cháu Nguyễn Văn Nghĩa sinh năm 2000, hiện trú tại xóm Phúc Quang, xã Hải Hà, Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Trong một thời gian cháu lâm bệnh hiểm nghèo, mặc dù đã được gia đình đưa tới bệnh viện và các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa, song cũng vì căn bệnh quá nặng, cháu đã không qua khỏi và đã chốt đi hơi thở cuối cùng về với Thiên Tổ vào lúc 21:30 ngày 5 tháng 2 năm 2022, tức là ngày 5 tháng 1 nhâm dần. Cháu hưởng dương 23 tuổi. Đây là một sự mất mát đau thương đối với gia đình mà không có gì có thể bù đắp được. Cả một quãng thời gian dài cháu lâm bệnh, bố mẹ cùng các anh chị em cũng đã tận tình chăm sóc và đưa đi khắp nơi, và ở chỗ nào có thầy thuốc tốt là gia đình lại đưa cháu đi. Song âu cũng là số phận mà cháu đã không ở trên trần gian này được nữa, mãi mãi cháu ra đi về nơi an nghỉ cuối cùng. Đúng là đi khắp thế gian thì không ai có thể tốt bằng mẹ, mà gánh nặng cuộc đời không ai có thể khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín được công cha. Tảo tần sớm hôm mẹ đã nuôi em khôn lớn, mang cả tấm thân gầy mẹ che chở cho các con. Mà đến hôm nay đây, con mất không còn. Cuộc đời này lòng bố mẹ thương nhớ mãi. Bố mẹ cũng đã gian nan biết bao nhiêu từng trải, vì các con mà mẹ gian khổ đã nhiều. Ngày hôm nay con chưa báo đáp được cho bố mẹ là bao nhiêu, mà giờ đây đã phải đành chia ly vĩnh biệt. Nghĩ ơi, con ở xuôi vàng, con đâu có biết bố mẹ ngậm ngùi nước mắt tiễn con đi. Kể từ đây mãi mãi phân kỳ, trên cuộc đời này không gặp lại con được nữa. Kể từ đây những ngày cơm bữa chẳng thấy con về ngồi ăn một mâm, không thấy con nụ cười hé mở và những câu chuyện vui buồn khi bố mẹ cùng các con có nhau. Cả một cuộc đời này không bao giờ gặp lại con nữa. Sáng nắng mưa chiều biết tìm con ở nơi đâu. Xót lắm Nghĩa ơi, tình mẫu tử, giờ phút chia ly thắt quặn lòng. Giờ phút này cho đến hết cuộc đời không bao giờ bố mẹ có thể gặp con được nữa. Nghĩa ơi, tình sâu nặng biết đến bao giờ mới nguôi. Công bố mẹ đã vất vả hy sinh suốt cả một đời, tảo tần nắng mưa để nuôi con khôn lớn. Cũng mong rằng con có một gia đình hạnh phúc như mọi nhà, nhưng giờ đây chuyện đó là không thể. Vĩnh biệt con, người con kính yêu của mẹ. Mãi mãi, mãi mãi mất con kể từ giờ phút này. Đúng là cuộc đời như thể bông hoa, mệnh người ta cũng chỉ là chiêm bao. Các đường duyên trong chốn trần lao đều vô thường cả, con lâu nỗi gì. Hiện nay duyên trần con đã hết, thân tứ đại lại hoan về miền tứ đại. Mà thời thế chân như lại nghiêng về bản thể chân như. Sự ra đi của chân linh con cũng là thoát khỏi cảnh bể khổ. Tuy nhiên đối với cảnh trần, bố mẹ ông bà anh chị em trong tang quyến
không tránh khỏi sự đau thương mất mát lớn lao này. Đúng là lá vàng thì vẫn ở trên cây, mà lá xanh nỡ rụng, trời hay trăng trời. Con đi về nơi ăn giấc ngủ, hãy phù hộ cho bố mẹ, ông bà, các anh chị em sống trên đời này được mạnh khỏe, bình yên. Vâng, kính thưa các quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn xem video xin hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ và đừng quên nhấn chuông để sớm nhận được những video mới nhất từ Khanh Béo TV. Xin được chân thành cảm ơn.